Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì chương trình Kết Nối Yêu Thương của nhóm anh em Hồ Tiến TV sau khi quay cô dân ở đây, cô dân ở Trà Vinh, mà thường thường những cô chú anh chị, những anh em cộng đồng mạng hay dùng cái từ mà U64. Thì sau khi mà cô lên tham gia chương trình Kết Nối Yêu Thương của nhóm anh em chúng con, thì bắt đầu là cái sự việc của cô nó đã trở thành một cái vấn đề mà khiến cho nhiều người phải bàn luận. Chẳng hạn như câu chuyện của chú Năm Sầu Riêng. Thì hôm nay Chiến với một anh em nữa, một em nữa là Chiến Cùi Bắp, cùng mấy anh em cũng có ở đây, mấy anh em đang có mặt tại Trà Vinh. Lý do tại vì sao mà không quay ở nhà cô? Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì đây là một điều mà hết sức là những anh em làm kênh YouTube phải nói là rất là buồn. Tại vì khi anh em làm những kênh YouTube Kết Nối Yêu Thương rồi, thì những anh em làm kênh YouTube khác lại bóc phốt những cái vấn đề của cô đây. Nên hồi nãy Vũ Chiến xuống thì có rất là nhiều anh em YouTube tập hợp ở đó. Thì chính quyền địa phương người ta thấy tập hợp đông quá, và câu chuyện của cô nó đã trở thành một vấn đề mà đang ở Trà Vinh người ta đang bàn luận, đúng không cô? Nó khiến cho cái cộng đồng mạng nó dậy sóng một lần nữa. Thì khi cô lên chương trình thì cô có những cái lời phát biểu, phát ngôn nó không đúng với sự thật, hoặc là có đúng với sự thật hay không thì chương trình cũng đã kiểm chứng rồi. Thì khán giả cũng ở gần quê cô á, cũng gọi điện lên cho tụi con nói là cô như vậy, cô phát ngôn như vậy là không đúng. Hôm nay tụi con mới xuống tới nhà cô, thì chính quyền địa phương người ta nói là thôi đi mấy anh em đừng có quay nữa. Câu chuyện của cô nó đã trở thành một câu chuyện không hay rồi. Không quay nữa thì tụi con sẽ ra về. Nhưng tụi con cũng rất cần gặp cô để cho cô giải bày cái tâm sự. Những cái người xung quanh ở xóm cô không thương cô thì ghét cô. Những người ở xứ xa khác người ta hiểu được hoàn cảnh của cô thì người ta lại thương cô. Có những kênh quay những cái người ở xóm là mấy bà chùm nhiều chuyện, mấy bà tám ở quê, nên đem câu chuyện của cô ra cứ mổ xẻ hoài, cứ đào sâu vào hoài đi, thì câu chuyện của cô nó trở thành một cái vấn đề mà cả mạng xã hội đều bàn luận hết. Thì hôm nay tụi con đến đây, tụi con nhờ cô chia sẻ dùm tụi con cái câu chuyện của cô phát biểu khi cô lên tham gia chương trình có đúng sự thật hay không? Dạ thưa cô. Thì năm khi đó là cô có lên chương trình, đó là cũng như cái chuyện gia đình á. Dạ. Của cô á là bây giờ cũng đi đá dữ lắm rồi. Vợ chồng cô thì không có còn là hạnh phúc như xưa nữa. Dạ. Cho nên nó bây giờ á, là nói chung á, là Dưỡng đi mần về tiền thì Dưỡng xài, dạ. Tiền của cô là cô xài, dạ. Nhưng mà ly thân là từ hồi năm chưa dịch, trước năm dịch cỡ nửa năm, trước 2019 á, nửa năm đó rồi. Thì như vậy á, thì á, nói chung á, là cái nhà thì của Dưỡng cắt, dạ. Dưỡng đi làm mướn về Dưỡng cắt cái nhà, dạ. Là lúc đó là chưa nợ thật, dạ. Thì cho nên á, khi mà Dưỡng đi làm á, thì cô phải ở nhà đừng giữ nhà, dạ. Rồi đến khi Dưỡng về thì cũng tới tá túc vô cái nhà đó, đừng qua ngày, đừng là đi làm tiếp. Như vậy thử hỏi thì đi mần về thất bát quá, làm sao có tiền để đi mướn một căn nhà trọ để mà ở, dạ. Cái đó là theo lý ra là cô phải đi mướn nhà trọ cô ở mới đúng, nhưng mà thực tế ra là cô không có tiền, dạ. Cho nên cô mới tạm trú trở lại. Rồi cô mới là lên chương trình. Thì trước cái ngày lên chương trình á, thì cô mình đang bỏ cái câu lên chương trình này. Cô giải quyết con cái vấn đề cô chú đây. Cô với chú ly thân à. Mà có ly dị chưa? Mới đem đút đơn vô á, là tàu à hả? Hồi nào cô? Lâu chưa? Đến nay chắc cũng là cũng gần tháng rồi. Còn người ta có hẹn cô ngày nào để người ta có hẹn, chừng nào người ta xử người ta điện cho hay, dạ. Nhưng mà người ta phải đợi chú đi biển về, dạ. Cho nên là cũng có là vô trong đó rồi cũng thỏa thuận với tòa án là ly dị là không lấy tài sản gì hết, hai dạ. Người không lấy tài sản gì, dạ. Hết, dạ. Nhưng mà tòa thì nói á, nếu mà vợ chồng mà đến với nhau hồi năm 87 là xử không tốn tiền, dạ. Còn nếu mà sau 87 thì tốn tiền, đóng cái tiền phí, cô không biết, dạ. Thì như vậy á, thì không có bao nhiêu hết á. Dạ. Thì cô có nói á là cô không biết là cô đến với Dượng là năm nào thì cô không biết, nhưng dạ. mà theo cô nhớ là năm đó cô là gặp Dượng là năm cô 27 tuổi. Dạ. Rồi đến năm 28 tuổi là cô sanh con. Nhưng mà năm 27 tuổi cô có kết hôn không? Không có giấy làm giấy kết hôn. Không có dạ, dạ. làm giấy kết hôn, nhưng mà dạ. chồng người ta vẫn làm giấy ly dị cho mình. Dạ. Thì như vậy là năm 28 là cô sanh con cô. Dạ. Là năm nay là nó được 36 tuổi rồi. Dạ. Đó là con vợ nó hồi nãy là tụi con thấy đó. Thấy, dạ, rồi, thấy, đó. Dạ. Vậy đó, cho nên nó bây giờ á, rồi á là người ta thì nói là cô Dượng còn sống chung với nhau. Yeah. Thì cái ngày mà cô đi công chuyện vậy đó thì có một cái kênh nào đó xuống quay cái nhà cô. Yeah. Trong khi đó cô không có nhà, rồi qua quay lên cái nhà của ông Thông. Yeah. Thì trong khi đó ông Thông không có lên, ông nói những cái câu nói á là đúng, cũng có đúng, dạ. không phải là đúng hết, dạ. nhưng mà hoàn toàn là 10 phần là ông Thông binh chồng cô đủ 10 phần. Và coi như là ghét cô, không có phần nào trong đó hết. Dạ, dạ con nói với cô vậy nè, con nói cô ngắt lời cô ha. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì Vũ Chiến phải ngắt lời cô một cái. Khi mà Vũ Chiến xem được cái clip của anh đó nói về cô á, con nói tại sao ông này ông nói lại, ông nói là 100% cô sai hết. Con cũng đang nghi ngờ là đây là một cái trường hợp mà mình không phải nói về nội quý của chú chị, người ta ghét nên người ta nói không tốt. Cái người thương á, cái người thương có đôi lúc người ta là trời ơi con thương cô quá này kia, nhưng trong đó có một hai câu người ta cũng phê bình trời ơi sao con thương cô quá, sao cô để tóc tai như vậy để không cắt lên, nó là một cái vấn đề. Còn ông này con nghe ông nói xấu về cô không thì con la chắc đây là một cái trường hợp mà cũng có xích mích gì ở tình làng nghĩa xóm rồi, nên sẵn chương trình đây thì sao tôi không ưa bà, sẵn rồi nay bữa nay có là tôi bung luôn. Dạ nó đây là quý cô chú anh chị con thông cảm. Hôm nay Vũ Chiến xuống tới đây thì Vũ Chiến cùng với cô để nói lên hết cái gì cô muốn nói. Và cô hôm nay cô phải nói thật lòng với tụi con nha. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì khi cô lên tham gia chương trình á, thì bên mấy anh em kênh làm thiện nguyện bên con á là phải làm đủ những thủ tục giấy tờ hết luôn. Nhưng bữa đó là có mấy anh em cũng làm thiện nguyện bên làm kết nối thương bên kênh khác, đem cô đến chương trình để kết nối với một anh khác bên kênh của tụi con. Tụi con tưởng, tụi con đây là một điều mà sai lầm nhất khi anh em làm mà không có kiểm chứng nè. Nó là mấy anh đó cũng làm kết nối thương, thì con tưởng đâu là cô là đã có giấy tờ độc thân, đã ly dị ly hôn chẳng rồi lên mới kết nối với anh kia, kết nối với ông Thành 27 con đất đó. Thì khi cô lên chương trình xong thì cái mạng xã hội của quý cô chú chị nó lại bùng nổ lên cái nữa, thì người ta ở đây người ta lại tố cô, người ta nói là cô chưa có ly dị, chưa có này kia, gia đình vẫn còn, có chồng vẫn còn, nên câu chuyện đó mới vậy. Tại sao cô hơi vội vàng vậy? Mình không để ly dị xong mình hãy đi kết nối thương. Cô nói cho con nghe. Dạ. Cô vội vàng là như thế trời. Tại vì vợ chồng ly thân rồi. Nay lâu hả cô? Nay khoảng năm 2019 ha. Dạ. Cho nên nó bây giờ sống chung nó cũng rất là bực bội. Dạ. Vấn đề tiền bạc. Dạ. Không rõ rệt. Dạ. Đó. Cho nên cô có nói nếu á mà ông giải quyết được cái tiền này, dạ. tôi xin nó là dừng cuộc chơi. Dạ. Còn nếu ông để cái tiền này hoài, thời gian nó sẽ mất hết miếng đất của cha tôi. Thì thôi bây giờ tốt hơn hai đứa chia tay đi, đừng lưu luyến để làm gì mà thêm mệt mỏi, chứ không có làm được gì hết. Rồi bây giờ hôm nay con làm rõ luôn nè. Cái vụ mà cô lên cô nói 200 triệu đó là tiền cô, bây giờ cô phải nói thật nha. Tiền cô là ở đâu làm gì cô mắc nợ 200 triệu này? Là tiền là mắc nợ chung hay là mắc nợ mình cô? Mình cô phải không? Không, mình chú á, chứ cô thì không có tiền này, chú trả nợ cho người ta. Dạ. Thì bây giờ ngày hôm nay á là cô lên đây nói như vậy đó rồi. Nhưng mà tiền đó là cô hỏi người ta gì? Cô hỏi người ta hả? Đó là Dượng đi vay, Dượng đi vay ngoài công chứng đó. Dạ. Nhưng mà cái giấy á, là cô đã sang cho thằng con trai thứ ba đứng giấy rồi. Dạ. Cô không còn đứng nữa. Là giấy tờ nhà hả cô? Dạ. Rồi dạ. Hôm đó thì ổng năn nỉ thằng con á, thì nói chung hồi nào giờ á là ổng nói gì thì thằng con nó nghe. Dạ. Cô nói thì nó không nghe. Dạ. Cho nên á ổng kêu thằng con nó đi ký tên cho ổng vay tiền về trả nợ. Dạ. Thì thằng này cũng giúp, nhưng mà thằng này không có nhận tiền. Dạ. Để cho cha làm gì làm. Thì một hôm đó nó là làm rồi xong công chuyện rồi, thì tới khi mà ta làm giấy tờ hẹn là 3 tháng, là phải đáo hạn lại, nhưng mà không có đáo hạn cho nên người ta mới lại người ta hành hung. Người ta hành hung mà người ta khóa cửa lại. Vậy là luôn. Cho cô chú đi vay ở tiền của ngoài chứ không phải là vay trong ngân hàng. Dạ, ở ngoài. Là cái ngày mà người ta xuống hành hung á, là người ta ghé cái quán này chỗ cái ngã tư đó, người ta hành hung trong cái quán đó luôn. Thành là sự việc ở trong cái quán đó là vợ chồng ông đó đều biết rõ. Cho nên đó, sau á, tới bữa năm tây thì cô á, đi đám. Cái người mà quậy trong cái quán đó nó xuống khóa cửa nhà cô. Thì trong khi đó cô về là bữa trời mưa tầm tã, mà cô phải ngồi ở ngoài cái bàn nó phải chịu, phải chịu cho đến sáng. Rồi sáng phải là đi mua cơm ăn chứ không có vô nhà được mà để là nấu cơm ăn. Lại quần áo á, thì đâu có đem ra ngoài, nhưng mà sẵn có mấy cái bộ đồ mà mình đã bỏ ngoài nhà tắm á, rồi mình nên lấy cái đồ đó giặt để xài đó. Thì như vậy là cái chuyện đồ thì thay đổi thì vẫn có, nhưng mà chỉ có cơm á, thì không có vô được để mà nấu ăn. Cho nên từ chỗ đó đó là ở lại hết hình như là 2 đêm hoặc 1 ngày hay gì đó. Thì cái thằng trai á, là con trai út á, nó đi làm lưới về thì nó hay sự việc như vậy. Thì bắt đầu là nó về đó là cũng khoảng cỡ 9-10 giờ gì đó, thì là đụng mấy người này xuống thêm một lần nữa, đem thêm một cọng chi loại tối nữa, để là khóa cửa thêm một mát nữa, để là người ta giống như người ta lấy tài sản mình vô tịch trừ nợ, đúng không? Ta không lấy, nhưng mà ta làm vậy ta gây áp lực cho cô. Thì đến khi đó là thằng trai về nó mới năn nỉ, bây giờ chú mở cửa ra cho mẹ con đi, rồi cái phần tiền lời lãi này con chịu. Mà ví dụ như là trong vòng 10 bữa 15 bữa gì đó con phải lo, nhưng mà y không chịu. Y nói bây giờ 5 bữa chứ là lên nữa thì không có, rồi phải trả liền. Thì tất nhiên đó là thằng con cô cũng có đi hỏi cái số tiền mà người ta hẹn, ngày thứ 5 có, nhưng mà chiều thứ 5 á, là người ta hồi người ta nói không có. Thì lúc đó là gia đình đang bối rối rồi đó, nguy hiểm rồi đó. Thôi đó, cái bắt đầu cái thằng này cũng buồn quá, hứa ngày hứa mà không có được gì, cho nên nó mới điện cái chú đó, nói chú ơi bây giờ người ta hứa với con bữa nay mà giờ người ta kẹt tiền quá người ta nói 2-3 bữa nữa chú có đồng ý cho con không? Không chịu, không chịu làm dữ em. Cái bắt đầu cái thằng con nó nói bây giờ á, con cũng hết cách rồi, con cũng chạy tùm lum rồi, bây giờ trong khi đó mới có qua cái tháng mới chứ chưa có hứa tháng. Tại vì lấy người ta lấy là người ta lấy đầu tháng chứ không phải là người ta thấy lấy cuối tháng. Cho nên con năn nỉ, cuối cùng là qua ngày sau có tiền, cái điện cái chú đó xuống lấy tiền, cái chú nó không xuống, không chịu xuống lấy. Cái cuối cùng là cái bà chủ cho dai xuống lấy. Vậy là hôm nay là cái nợ đó đã giải quyết được phần nào rồi cô ạ? Cô chưa giải quyết được cái gì. Mới đăng tiền lời người ta không hả? Mới có đăng tiền lời không, mà mấy tháng rồi, chưa, mấy tháng cũ là người ta còn dừng lại đó, bây giờ là trở thành tháng mới. Kính thưa quý cô chú anh chị, thì tại sao mà Vũ Chiến để cho cô cứ nói chuyện nhiều, cho cô giải bày hết cái gì mà cô muốn nói đi. Có những khi lên mấy kênh YouTube khác, lên những chương trình thì có những anh em là sẽ cắt những cái đoạn mà cô muốn nói. Hôm nay quý cô chú anh chị cứ theo dõi cứ một cái video này dài đi, để cho cô giải bày hết nguyên nhân tại sao cô lại lên chương trình mà cô lại ra giá 200 triệu mà trong khi cô đã lớn tuổi rồi. Có người nói vậy nè cô, trời ơi đâu phải như hoa hậu đâu mà đòi 200 triệu. Đó là lý do cô kiếm 200 triệu để cô trả nợ, xong cô lại ra đi, đúng không cô? Trả nợ 200 triệu xong mình ra đi, mình tìm một nửa yêu thương khác. Nhưng khi mà cô lên chương trình á, thì cô chưa có giấy độc thân, chưa có gì hết trơn. Thành ra thì câu chuyện nó như ngày hôm nay. Rồi người ta lại nói cô vậy nè, chú cho cô 500 ngàn để cô đi đến chương trình Kết Nối Yêu Thương, có không? Có hả? Cái này là cô, cái gì cô nói hôm nay á, là cô hoàn toàn chịu trách nhiệm nha. Lý do sao cô, lý do chú lại sao cho cô 500 ngàn để cô đi tìm nửa yêu thương? Tại vì bữa đó vậy nè, thì cô có nói với chương trình rồi thì chương trình cho cô hay là ngày 25/9 là, yeah, là lên mà, yeah, trong khi lúc đó là không có tiền, yeah, mấy cô mới nói rồi chương trình nói thôi lên đi, rồi chừng nào về thì trên này đã lo tiền về cho cô trả lại cho người ta, yeah, rồi bắt đầu là coi như là sáng là đi rồi. Thì sáng sớm cô điện cho chương trình, cô nói bây giờ cô không có tiền, bây giờ, yeah, cô không biết làm sao, yeah, mà giáp đó cô điện cũng có 5 giờ rồi, yeah, thì Dượng nghe cô điện là Dượng mới lấy tiền ra nghe, Dượng, yeah, nói nè, Phan không có tiền đi, bây giờ mới mượn cháu được 500.000 hồi tối đó, yeah, rồi lấy đi đi, rồi về á, là đừng có xài nha, để nguyên á đừng cho tôi trả lại cho thằng cháu, yeah, tại vì tôi có hứa với nó là ngày mai phải trả đó, yeah, thì trong khi đó là đi lên rồi về cái cô cũng đưa tiền trả cũng đàng hoàng. Nhưng mà cô nó có nói với chú là cô đi kết nối yêu thương không, tôi có sẽ ly dị ông và tôi đi tìm chồng mới không? Có chú sẵn sàng đàng hoàng phải không? Đàng hoàng. Cô, dạ, nói về nè, ổng nói là cũng như ổng bệnh quá à, dạ, bây giờ là ổng đau cái lưng dữ lắm nhưng mà chưa có đi khám, dạ, lúc trước á, đi mần có tiền á, thì chích mũi vậy là 6 tháng, dạ, rồi bây giờ ổng có tiền cũng như uống thuốc cầm theo thôi, dạ, ví dụ đi chuyến lưới nào thì đem thuốc theo chuyến đó vậy đó. Ổng nói trời lạnh thì nhức dữ lắm, dạ, tại cho nên nó cô cũng không biết nói làm sao bây giờ, dạ, rồi ổng mới nói á, thì bây giờ á, mình cũng đã ly thân từ lâu rồi, tiền bạc thì của ai nấy xài, mùng, yeah, ai thì nấy ngủ rồi, thì, yeah, thôi bây giờ á, bà tính sao bà tính, yeah, đó, chứ bây giờ là tôi không có khả năng để là lo cho bà, để trả lại cho bà cái miếng đất này. Nếu mà tôi không làm được á, thì anh vợ tôi sau này nói rồi cha mẹ cho đất điện mà làm tanh bành hết, yeah, đó, cho nên Dượng chỉ sợ như vậy thôi, yeah, chỉ sợ là nếu mà thời gian thì gấp rút, yeah, mà nếu không lo được số tiền để trả người ta phải lấy đất, rồi anh vợ là nói là cha mẹ cho đất mà giờ không biết giữ ăn mà để làm tanh bành hết, yeah, đó, cho nên đó cô mới đi lên chương trình. Cái này cho con ngắt lời cô cái nè. Cô đi lên chương trình, cô mục đích của cô không phải là tìm một nữ yêu thương, đúng không? Hay là mục đích cô đi lên cảnh để tìm một cái người nào mà có chút tài sản để phụ với cô trả nợ 200 triệu này. Rồi cô về cô ở với người ta. Ở với người ta. Rồi cô mới là láng màng với người ta để có số tiền, dạ, để là trả lại cho người ta. Dạ. Đó là ý cô như vậy đó. Ý cô không có muốn là làm chuyện vậy để mai mốt mình quỵt người ta là cô không, dạ, có. Nói chung ý này, cô muốn vậy nào cô quý cô chú chị. Cô chưa nói được hết ý mà cô muốn nói. Ý cô muốn đi tham gia chương trình để tìm một người cũng là người ta đang không có vợ á, nhưng người ta có chút tài sản để người ta phụ với cô 200 triệu này. Cô sẽ giống như cô về cô sống với người ta để cô giống như cô giống như cô mình dùng như giống như cái từ mà để ở đợ đó. Yeah. Ở đợ để tinh lý người ta, để trả dùng cái thân xác này trả 200 triệu đó, chứ không phải lấy 200 triệu đi lừa gạt ha, quý cô chú anh chị đó. Đó, cái đó là cái mà nãy giờ cô xúc động. Nhưng mà cô nói á, bây, dạ, giờ á, nếu mà bước lên chương trình đó rồi, bây giờ dù cho cái người đó tật nguyền cô cũng chấp nhận, dạ, nói thiệt luôn, chỉ cần có tiền, quá tiền rồi mình về đó, thí dụ như người ta mạnh được mình mạnh cho người ta cũng được, dạ, đó. Đừng cho nó qua khỏi cái cuộc đời mà đau khổ mà từ bấy lâu nay vậy thôi. Dạ. Cô ơi, bây giờ con hỏi thật cô vậy nè. Bây giờ cô nói với chương trình là cô 6 mấy? 63. 63. Bây giờ cô 63 tuổi rồi. Thì tại sao mà còn có bao nhiêu năm nữa đâu mà tại sao cô không ở lại với chú đi. Cũng ở lại với chú cho cái cuộc sống của mình nó người ta không đàm tiếu á. Tại sao cô phải đi bước nữa? Cô nói á, cô cũng muốn ở với Dượng lắm, dạ, nhưng mà cô khổ với Dượng là từ ngày mà cô mang bầu còn lớn là cô đã khổ rồi. Năm đó bao nhiêu tuổi cô? Năm đó là cô 28 tuổi. Trời ơi, mới 28 tuổi. Là coi như là về bên đây ở chứ không có ở bên quê ổng. Không có hạnh phúc. Dạ. Nhưng mà về rồi á, là mỗi khi ổng đi nhậu á, thì ổng về ổng lặn với sình, nên đầu cổ sình không à, ổng chửi với cha mẹ. Quậy ha, cho nên cô cũng buồn mà cô cũng vẫn ráng ở. Chứ bây giờ biết làm sao đây, giờ thôi con còn nhỏ là đi đâu đúng sống rồi. Làm sao, tiền thì không có. Thế thì một hôm đó là cô đó là được 2 đứa rồi, mang bầu thêm một đứa út. Yeah. Thì cô có nói với ông già, ba ơi bây giờ con sống với nó con khổ quá. Yeah. Thôi mấy ba cho con tiền con đi. Thì ba nói thì đi mày mang bầu vậy rồi mày ăn ở đâu, thôi giờ ráng ở với nó đi, chừng nào 300 tuổi già rồi á con muốn làm gì làm. Như vậy là ông già ông chết rồi năm 2001 gì đó, giờ cũng ráng sống với ổng tới ngày hôm nay. Yeah. Nhưng mà nói chung là mỗi khi mà ổng thiếu nợ là ổng sanh ra lấy giấy tờ đi vay không à, chứ ổng không có được tính toán cái gì, từ xưa tới giờ là sống. Yeah. Như vậy đó. Dạ kính thưa quý cô chú anh chị, thì cái giọt nước mắt của người phụ nữ rơi khiến cho bao người phụ nữ khác phải chạnh lòng. Ở đây chạnh lòng sao? Chạnh lòng là vì một người phụ nữ rơi đúng vào hoàn cảnh một người chồng. Ngày xưa thưa quý cô chú anh chị, người chồng không có thương yêu phụ nữ nhiều đâu, họ hay nhậu nhiều lắm, họ nhậu về họ hay hành hung người phụ nữ. Và đặc biệt cô nói ở đây con rất là thông cảm cô, chính ngay bản thân của gia đình con, ngay chỗ cha con ngày xưa cũng vậy, hồi con còn nhỏ cha con nhậu về quần dữ lắm cô à, quần không ngủ được luôn đó. Khi cha con mất năm 2000 thì lúc đó giống như mẹ con cụ con á, giống như mất một thoát khỏi được một cái gì đó, đó vui lắm cô, vui lắm. Tự nhiên mình cảm thấy mình mất một người thân, nước mắt ai là không rơi, nhưng mà mình cảm thấy trong lòng của mình nó lại được giống như nó thoát ra khỏi một cái gì đó đó. Hôm nay cô tâm sự nhiều chuyện, nước mắt Vũ Chiến vẫn rơi được gì, đúng vào một trường hợp như thế luôn. Và Vũ Chiến chắc chắn rằng trên cái clip này có hàng trăm phụ nữ giống y như hoàn cảnh của cô, chứ không phải một mình cô. Nhưng khi cô tham gia chương trình cô không nói được những điều đó, khiến cho cái cuộc đời của cô nó trở nên hôm nay, nó trở nên gọi là nó không được hay như cái gì mà cô muốn tham gia chương trình.